Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái thẻ SDHC tốc độ khá là cao, cái thẻ của Lesa dung lượng 16GB và chúng ta có tốc độ Class 10. Thì đây là một cái thẻ tiêu chuẩn mà rất nhiều các bạn đang sử dụng hiện nay. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có những cái định dạng thẻ tốc độ hoặc là dung lượng cao hơn mà có thể bạn chưa biết. Mình nghĩ là có rất là nhiều bạn không biết về cái vấn đề này và vẫn nghĩ là 16GB hay là Class 10 là những cái tiêu chuẩn xịn nhất hiện nay. Thì mình muốn giới thiệu các bạn một cái thẻ khác. Thẻ này là thẻ SDXC, cũng của Lesa luôn, dung lượng tới 128GB lận và nó có tốc độ Class 10. Thì cái thẻ SDHC này, cái định dạng SDXC, thì cái định dạng SDXC này là cái định dạng tốc độ dung lượng cao hơn của định dạng SDHC và dung lượng tối đa của nó có thể đạt đến là 2TB, rất là nhiều. Đó là xét về dung lượng, xét về cái định dạng chuẩn của thẻ. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái thẻ cho tốc độ cao hơn là Class 10. Bạn thấy là cái số 10. Và đây mình có một cái thẻ khác, cái thẻ Extreme Pro của SanDisk, dung lượng chỉ có 16GB thôi, nhưng mà nó lại đạt tốc độ là 45MB một giây nhờ vào cái chuẩn UHDI. Bạn thấy là UHDI ở đây có chữ Y ở ngay bên cạnh cái SDHC. Thấy, chúng ta thấy rất là rõ, có cái số 1 thì đó chính là cái định dạng chuẩn của UHDI. Và một cái thẻ khác, đây là cái thẻ mình đang dùng. Thẻ này cũng là thẻ SDHC luôn, nhưng mà tốc độ của nó là 95MB. Đây là một trong những cái thẻ nhanh nhất hiện tại. 95MB này gồm cả tốc độ đọc và tốc độ ghi luôn, tốc độ ghi khoảng 90MB. Ngoài ra, ngoài SanDisk thì một số hãng khác trên thị trường như là Panasonic, họ cũng sản xuất những cái thẻ 90MB một giây. Cái tốc độ mà 95MB một giây này thì nó tương đương với những cái thẻ Compact Flash lớn khoảng 600X luôn, rất là nhanh. Class 10 khoảng 30MB một giây hoặc là thấp hơn 20MB. Còn tốc độ tối thiểu của nó là 10MB một giây thì tốc độ là 133X. Còn cái thẻ 95MB thì nó vào khoảng 600X. Rồi, xin cảm ơn các bạn.